Miami, Florida. Ok. Nhớ Texas quá. Hiện giờ là mình đang tới cái bảo tàng mình gọi là Bay of Pigs. It's là cái bảo tàng mà tưởng niệm những người dân Cuba mà thời xưa người ta định nổi dậy đó. Không được, đi chung. Nó nằm ở ngay khu vực dòng dầu đây nè. Đây là khu phố Little Havana của người dân gốc Cuba ở trên nước Mỹ này nè quý vị. Thì khu phố rất là nổi tiếng ở tại thành phố Miami của tiểu bang Florida. Không có chỗ đổ xe. Hey, welcome to Little Havana. Gia đình Việt Kiều đi Little Havana. Thấy cái này nè. Wow, quá đông. She's leading us and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Nơi tưởng niệm của những người Cuba thời xưa mà nổi dậy nè. Tôi đi lên bảo tàng đó không? Cái này giống như là cái tượng đài liệt sĩ mà ở khu người Việt vậy đó. Welcome back to the Bay of Pigs. Morning and everybody ở Little Havana in Miami, Florida. Đây là nó được mệnh danh là Bay of Pigs quý vị. Là một nơi giống như tượng đài liệt sĩ mà tưởng niệm những người Cuba thời xưa mà họ qua Mỹ xong họ quay về Cuba, họ định là lật đổ chính quyền Cuba của thời đó đó, thời vào năm 1960-61 gì đó. Chỉ như cái chiến dịch của họ bị thất bại, thành ra là mấy người mà Cuba mà họ tị nạn qua bên Mỹ, đặc biệt là cái khu Little Havana này nè, là sau đó người ta mới xây dựng một cái khu mà giống như khu phố của người Cuba ở đây nè. Xong họ mới xây dựng cái tượng đài tưởng niệm cái công trình tưởng niệm cái sự hy sinh của mấy người đó. Đó thành ra bây giờ người đời nó mới biết chỗ này là Little gì nè, Bay of Pigs Invasion. Bay of Pigs Invasion Monument. Đó cái tượng này một chiến sĩ. Với cây súng lên. Còn đây chắc là ngọn đuốc vĩnh hằng quá. Tại ngọn đuốc này nó cháy hoài không bao giờ tắt. Này là xung quanh cái ngọn đuốc này là ghi tên của cỡ 100 người Cuba mà đã hy sinh trong cái cuộc mà gọi là nổi dậy đó. Xung quanh đây cũng có đây là chả cá chiên. Chả cá chiên. What about the small boy right here? Okay. How much? Okay, then can I get one? Thì bánh này khá là rẻ luôn á trời. Yeah. That's for you. Giờ đang quay phim. Nãy giờ đang quay phim. Ăn không mày? Khoai tây dầm lăn bột cuốn với thịt bò.